Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bóng đá cập nhật ngày 18 tháng 3 của chúng tôi. Sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng dính chấn thương, nhiều khả năng lỡ hẹn tại trận đấu gặp đội tuyển Indonesia. Huấn luyện viên Chu Dê chuẩn bị công bố chia tay 5 cầu thủ trước ngày lên đường sang Indo. Tiền vệ Tuấn Anh tập luyện buổi đầu tiên cùng câu lạc bộ Nam Định. Công Phượng dính chấn thương bỏ ngỏ khả năng thi đấu trận gặp Indonesia. Tin không vui đến với đội tuyển Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Công Phượng dính chấn thương và bỏ ngỏ khả năng sang Indo thi đấu vòng loại World Cup 2026. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng vắng mặt ở hai buổi tập gần nhất của đội tuyển Việt Nam là thông tin được nhiều người hâm mộ quan tâm trong 24 giờ qua. Và theo thông tin từ Bóng đá và Đời sống vừa cập nhật, cầu thủ sinh năm 1995 dính chấn thương cổ chân và đang được điều trị. Từ lúc gặp huấn luyện viên Philip Chuze tại Nhật Bản thì Công Phượng vẫn tập luyện bình thường. Khi về hội quân, Phượng góp mặt trong 4 ngày tập từ 13 đến ngày 16 tháng 3, dù chỉ là với đội U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Chuze cho rằng đây là cách tốt nhất để giúp Công Phượng hòa nhập, lấy lại nhịp độ vận động sau thời gian dài không thi đấu. Nếu Công Phượng không kịp bình phục thì đây sẽ là tổn thất tiếp theo đối với hàng công của đội tuyển Việt Nam sau trường hợp đáng tiếc của Phạm Tuấn Hải. Trong tay huấn luyện viên Chuze lúc này chỉ còn Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Tùng và Nhâm Mạnh Dũng. Đáng chú ý, vào sáng ngày 18 tháng 3, thì huấn luyện viên Chuze sẽ chia tay với 5 cầu thủ để rút gọn danh sách xuống còn 28 người sang Indo dự trận đấu với đội chủ nhà. Nếu tình trạng của Công Phượng không khả quan, rất có thể tiền đạo của Yokohama sẽ không thi đấu trận đấu tới. Đây sẽ là điều tiếc nuối cho tất cả, bởi đã rất lâu khán giả chưa được chứng kiến Công Phượng ra sân cho đội tuyển Việt Nam. Trong trường hợp các bác sĩ đánh giá Công Phượng có thể hồi phục nhanh, rất có thể huấn luyện viên Chuze sẽ tính toán để tiền đạo gốc Nghệ An chơi trận tái đấu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tuy nhiên, kể cả như vậy thì xác suất Công Phượng được ra sân trọn vẹn cũng là rất thấp. Công Phượng là cái tên được chú ý nhất trong đợt hội quân lần này. Anh được chiến lược gia người Pháp đích thân sang Nhật để xem thi đấu trong một trận dành cho các cầu thủ dự bị tại J-League 2. Huấn luyện viên Chuze loại 5 cầu thủ trước ngày đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia. Theo kế hoạch được thông báo từ trước thì huấn luyện viên Chuze sẽ gạch tên 5 cầu thủ trước khi đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia. Trong những buổi tập vừa qua thì huấn luyện viên Philip Chuze đã chia toàn đội thành 3 nhóm thực hiện các bài tập phối hợp bóng theo cự ly ngắn. Trong đó thì đáng chú ý Bùi Hoàng Việt Anh với việc đang trong thời gian hồi phục vết thương ở mặt tập luyện ở nhóm 1. Nhóm 2 có sự góp mặt của Công Phượng, Đình Bắc cùng với các thành viên của đội U23 Việt Nam. Theo kế hoạch thì đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào buổi chiều và buổi tối. Trong đó thì buổi sáng một nhóm cầu thủ sẽ được yêu cầu tập gym để duy trì thể trạng và buổi chiều và tối thì toàn bộ các thành viên sẽ rèn chiến thuật. Một trong những điều khiến người hâm mộ quan tâm nhất lúc này là những cái tên nào sẽ bị loại khỏi danh sách sang Indonesia. Theo đó thì trong tối ngày 18 tháng 3, huấn luyện viên Philip Chuze sẽ tiến hành chốt danh sách của đội tuyển xuống còn 28 người. Ông sẽ đích thân công bố danh sách này thông qua ghi hình để VFF gửi đến báo chí và sẽ có 5 tuyển thủ bị loại. Dĩ nhiên, trước khi thông báo 5 cái tên này thì vị chiến lược gia người Pháp cũng đã có cuộc trao đổi riêng với họ. Tiếp đến vào ngày 19 tháng 3 thì toàn bộ thành viên đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia để chạm trán với đội chủ nhà trên sân Bung Karno. Trước đó những chiến binh sao vàng có 2 buổi tập tại đất nước xứ vạn đảo. Bùi Hoàng Việt Anh khẳng định tự tin khi đấu với Indonesia, đặt mục tiêu có điểm tại Bung Karno. Trung vệ của đội tuyển Việt Nam mới đây đã khẳng định hoàn toàn bình phục vết thương ở mặt và sẵn sàng tự tin khi đối đầu với Indonesia. Bùi Hoàng Việt Anh khiến người hâm mộ lo lắng khi bị chấn thương ở mặt trước khi lên tập trung đội tuyển quốc gia. Dù vậy, trả lời phỏng vấn báo chí mới đây thì trung vệ Công an Hà Nội khẳng định đã bình phục và khả năng ra sân. Khi được hỏi về việc phải đối mặt với đội tuyển Indonesia ở Gelora Bung Karno với sức ép lớn từ các cổ động viên đội khách, liệu có khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn hay không, thì Bùi Hoàng Việt Anh tự tin nói: người đã biết mới tới là trận đấu quyết định giành tấm vé đi tiếp giải vô địch. Thì đối bản thân em thì bản thân em cũng như toàn đội đều biết được rằng là trận đấu cần phải ít nhất là một trận hòa để đi và chiến thắng được về, cho nên là cả đội rất là tập trung và cố hết sức. Chưa có trận đấu thủ mạnh như nhau và có rất nhiều cầu thủ nhập tịch thì bọn em chỉ tập trung vào lối giữ lối chơi của mình và làm thế nào để mình có thể triển khai tốt nhất lối chơi của toàn đội đã đề ra. Thank you.
khi ra sân thì tất cả đối thủ mình đều tôn trọng, mình sẽ cố gắng thi đấu hết sức vào bản thân mình và những đội bóng. Em nghĩ là có phải là sẽ quyết định mà tất cả các tình huống sẽ phấn đấu, mà bất cứ nào có cơ hội thì cả đội sẽ phải cố gắng tận dụng những cơ hội của mình nhất. Em nghĩ là điều rất nhiều điểm yếu thì người ta rất là thích ít thi đấu với nhau. Theo em đánh giá thì em chỉ nhìn những cái điểm yếu đấy, còn khi vào trận thì em sẽ để ý và sẽ phát triển những cái điểm yếu. Tiếp theo, anh nghĩ đâu là điều chúng ta cần suy nghĩ trong cái hành trang mà anh đang sắp tới? Nghĩ là sức mạnh tập thể thì bất kỳ cầu thủ Việt Nam nào khi phát triển mình mặc quần thể thao thì sẽ đều cố gắng phát huy hết tất cả điểm mạnh của mình để thì đấy là niềm tự hào dân tộc. Một thông điệp ở Việt Anh gửi đến cổ viên Việt Nam. Tới làm khách ở vùng Căng Đô thì sức ép khán giả rất là lớn, thì hôm mấy ngày qua thì thầy có dặn dò gì với các cầu thủ không để mình đối phó lại cái sức ép đấy? Tôi nghĩ là đối với cầu thủ chuyên nghiệp thì đấu bản thân những điều khán giả như thế thì chúng ta động lực để bọn em thi đấu tốt hơn. Tiền vệ Tuấn Anh ra mắt câu lạc bộ Nam Định. Trong buổi tập đầu tiên sáng ngày 17 tháng 3 tại câu lạc bộ Nam Định, Nguyễn Tuấn Anh gặp gỡ những đồng đội mới. Trong nhóm cầu thủ đáng chú ý của đội bóng Thành Nam có nhiều người từng ăn tập và thi đấu với Tuấn Anh tại U23 và tuyển Việt Nam, nên anh không cảm thấy quá bỡ ngỡ. Tuấn Anh nói chuyện với bác sĩ, anh cơ bản đã hồi phục chấn thương và đã có thể vận động nhẹ nhàng. Tuấn Anh chấn thương từ trận gặp Hà Tĩnh hôm 18 tháng 2, nghỉ 5 trận cả V-League lẫn Cucuza, sau đó thì anh chia tay Hoàng Anh Gia Lai và gia nhập Nam Định. Vì chấn thương nên Tuấn Anh không nằm trong danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam đá Indonesia hai trận trong tháng 3. Trước đó thì Tuấn Anh là trụ cột tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam từ thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Sự vắng mặt của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai cuối cùng trên tuyển cũng cho thấy sự sa sút của lò đào tạo này. Sau nhiều năm kể từ chiến tích Thường Châu không lên tuyển, Tuấn Anh sẽ tập trung cho câu lạc bộ trước khi V-League trở lại vào cuối tháng 3.